Chào các bác nhá. Nay em lại test tiếp cái bộ PS4 Slim Hack này cho bác Hiệp ở Thái Nguyên, bác cái cọc trước cho em rồi. Bộ này thì là 500G Slim Hack. Đây, máy đây, còn rất là đẹp, mỏ còn rất đẹp các nhá. Đấy, con này là firmware 9.0. Đấy, firmware 9.0 nhá. Bật hack rất là ngon. Đây, máy còn nguyên tem, chưa hề sửa chữa gì cả. Tem bảo hành của em rồi. Em một tay bác nhá, tay theo máy vẫn còn đẹp. Đây, tem bảo hành này. Dây dợ thì đầy đủ. Đây, dây là dây nguồn này, jack nguồn này. Đây này là HDMI này, kết nối TV này. Còn dây này là dây sạc cho tay nhá. Đây, nó dùng cái cổng micro USB thôi. Cổng phổ biến mà. Đây, bác cắm vào đây khi mà tay hết pin. Đấy, còn cổng USB này có thể dùng cái cục sạc điện thoại để sạc được nhé. Tay PS4 được phép dùng cục sạc điện thoại, tay PS3 thì không được đâu. Đấy, hoặc là cắm lên cái cổng USB của máy này để sạc không. Ok, đấy là phần dây dợ. Đây, bây giờ em hướng dẫn bác cách sử dụng nhé, kết nối và sử dụng máy hack. Ở đằng trước này nó có phím, này là phím bật nguồn này, phím nhỏ là phím ra đĩa, khe nhét đĩa ở nó đây. Và có hai cái cổng USB đằng trước để sạc pin cho tay hoặc là gắn ổ cứng game ngoài nhé, qua cổng USB này. Đằng sau này, đây là cổng nguồn này. Cổng AUX thì không dùng, à đúng rồi, cổng AUX thì không dùng nhá. Cổng HDMI này, kết nối TV nhá. Cổng mạng này. Đấy, cổng mạng, như con này, máy này, máy hack thì không kết nối mạng các nhá. Con này có cả wifi nhưng mà tuyệt đối không kết nối mạng, không cần kết nối mạng. Đấy. Rồi. Có kèm thêm một cái USB để hack nữa. Firmware 9.0 thì bắt buộc phải có USB để hack thì em kèm thêm là rồi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn bác cách bật hack. Cắm nguồn mà, cắm dây nguồn này. Cắm dây HDMI. Rồi, bật máy thì có thể bấm phím nguồn trên thân máy. Đấy, hoặc là bấm cái phím PS trên tay này. Cái máy nó sẽ tự bật, tại vì tay đã kết nối máy rồi. Đây, bấm phím PS này, đây, nó sẽ tự bật thôi. Đây, máy đã cài sẵn hết game rồi, 500G cài game theo yêu cầu của bác rồi, tất cả game theo yêu cầu của bác rồi nhé. Đây, số thông tin của máy trước này, lên trên này, chọn phần cài đặt này. Đây, bấm X để chọn nhé, hoặc O để bách. Đấy, thứ nhất là xem cái firmware của nó này, hệ thống này, thông tin hệ thống này. Đấy, firmware con này là 9.0 nhé. Bách ra, bộ nhớ này, bộ nhớ con này 500G thôi. Đây, 500G, nó chỉ nhận 408.5 thôi và đã sử dụng 376 rồi. Đấy. Không được có full hết đâu, có full hết là nó không có chỗ để nó chạy hoạt động đâu. Tại vì khi mà mình còn chơi game ấy, nó còn sinh ra file nữa, và save game này nọ, cho nên là phải có bộ nhớ trống để nó lưu, không được có hết. Ok, đấy là phần bộ nhớ và tuyệt đối không kết nối mạng quá nhá. Rồi, đây, còn về phần game đây. Game mà mỗi lần bật máy lên thì mình phải bật hack thì mới chơi được game. Đấy, nếu mà không bật hack ấy, nó sẽ có cái khóa này, tất cả game đều có hình khóa nhé. Đấy, nếu không bật hack, ok chưa? À, chọn game thì nó sẽ báo lỗi bản quyền. Đấy. Đấy, cho nên là mình phải bật hack. Đấy, để bật hack thì bác vào đây, vào cái trình duyệt internet này, ba chữ VKF đấy. Bấm vào nó thôi và đợi nó load cái trang hack này thôi. Đấy, không phải kết nối mạng nhá. Trang này nó cách lại rồi, không phải kết nối mạng. Và chuẩn bị cái USB để tí nữa nó yêu cầu cắm vào thì mình cắm vào. Tí nữa sẽ ra một cái thông báo là mình bảo mình cắm vào. Đấy, đợi trong khoảng độ 20 đến 30 giây. Đấy, nó xuất hiện cái thông báo này, nó yêu cầu mình là insert cái USB drive vào và kích OK. Đấy, sau khi mà nhìn thấy cái notify, tức là cái notify khi mà cắm USB vào nó sẽ có một cái notify này, có một cái thông báo này.
đấy, nó có cái thông báo này, tức là máy nó đã nhận USB rồi nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ kích OK. Đấy, bấm OK. Cái này thì bác làm từ từ thôi, đừng làm nhanh quá, đừng có cắm USB vào nó hiện lên cái là bấm luôn, là nó dễ bị nó không được, mình làm lại nó mất thời gian. Đấy, thì bây giờ đợi một lúc, bây giờ có thể bấm OK được rồi nhé. Đấy, chọn OK. Đấy, thấy chưa, nó sẽ kệ nó thôi. OK, bỏ qua, đợi nó một lúc. Khi nào nó hiện ra một cái thông báo là báo thành công rồi thì lúc đấy thì là mở để hack thành công. Đấy, nó bắn vào cái golden hand này này, bắn vào cái pop up này mà nó yêu cầu mình now remove the USB device. Đấy, bây giờ mình sẽ rút cái USB này ra. Đấy, OK chưa, rút ra để lần sau bật máy thì mình phải sử dụng nhá, chứ không cắm USB đâu. Đấy, để nguyên, rút ra. Rồi bây giờ thì bấm cái phím PS này này. Đấy, để ra màn hình chính. Và bây giờ có thể vào game chơi được rồi. Đấy. Cái khóa này lúc nữa nó sẽ mất nhé, nhưng mà bây giờ không cần đợi nó mất đâu, vào game là được rồi. Đấy, nó không báo lỗi như vậy đấy. Em sẽ test 1-2 game nhé. Cái game này hình như phải hai tay mới chơi được. Game này, hai game này với cả cái game It Talk To thì hai tay mới chơi được. Thử xem một tay có chơi được game này. It Talk To là chắc chắn là hai tay. À, thằng này một tay cũng chết được.
Rồi, thoát game thì bác giữ lì cái phím PS này này. Đấy, xong chọn đóng ứng dụng. Đấy, game cài theo yêu cầu của bác nhá, GTA 5 này. Dùng đen này. PS22 này, FIFA 22 này. Ethoctu này phải hai tay nhá. Spider-Man này. Rival Club này. Sao có hai bản Prime Club à? À, bản này bản VR Shinoba này. Đấy, với em cài thêm cái Live Big Nhân Plan này. Đấy, đấy, game đấy là nó full nổ rồi. Rồi, ok. Một game nữa nha. Cái này đi. Highest place of wizardly learning in all the kingdom. The academy housed magical secrets in its halls. Trouble in the kingdom, who could save the day? Why, of course, the three heroes. Máy sẽ mượn nha bác nhá. Rồi. Đấy, mỗi lần mà bật máy thì phải dùng cái USB này nhé. Để hack, mình chơi được game. Rồi, tắt máy này để em switch cho bác này. Bác chọn phần nguồn nhé. Tùy chọn nguồn này. Tắt nguồn PS4. Rồi, em ship cái bộ này cho bác Hiệp ở Thái Nguyên nhé. Bác nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video giúp em. Hoặc là inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video nhé. Bác phải cọc trước thì em mới ship code nhé. Với cả cài game, vì những máy hack này cài game lâu lắm. Ồ, 500 này, cài mất nửa ngày, 1T mất 1 ngày. Rồi, ok, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.